Dạ chú ơi, con chào chú. Thì hồi sáng đến giờ con có ghé thăm nhà chị My phía đầu ngôi chùa. Thì con muốn tìm hiểu về chị My để giúp đỡ cho chị My vượt qua căn bệnh. Nhưng mà khi con tới đó thì con có vẻ như thấy là ba mẹ chị My ngại chia sẻ, có một cái điều gì đó uẩn khúc sau câu chuyện này. Thì chú có thể chia sẻ cho con một xíu được không chú? Thì theo tôi biết rồi, biết rồi. My con thấm với gì phải không? Trời ơi, đứa hai. Trời, lúc trước nó mập với cô vậy nè con. Dạ. Đồng mến chào quý cô chú anh chị và tất cả các bạn. Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đến với video tiếp theo của Đồng. Hiện tại Đồng đang có mặt ở tỉnh Vĩnh Long. Ở những video trước, khi Đồng quay về hoàn cảnh của chị My, một thiếu nữ ở chân cầu Cần Thơ, thì có rất là nhiều người hoài nghi về cuộc sống, cũng như có những điều thắc mắc về cuộc sống gia đình của chị My, cũng như căn bệnh của chị My. Khi Đồng gặp được người mẹ trao đổi thì người mẹ có vẻ gì đó khá là ngại ngùng chia sẻ, thì không biết chị My thực sự bị bệnh như thế nào và hoàn cảnh của gia đình của chị My hiện tại như thế nào. Do vậy hôm nay Đồng muốn trực tiếp tìm tới nhà chị My, cuộc sống của gia đình chị My để tìm hiểu kỹ hơn. Hy vọng quý cô chú anh chị yêu thương và đồng hành cùng Đồng ở video này nhé. Ở nhà chị My thì nằm trong một cái con hẻm là khá là sâu. Chào anh. Thì lối đi vào đây cũng khó tìm quý cô chú anh chị. Sáng giờ Đồng với người anh Nhàn Bùi đi tìm vào đây và hỏi thăm rất là nhiều. Bữa hôm thì người cô có chia sẻ là cô chú thì làm nghề đi ghe mua cây bông gòn. Con chào cô. Dạ, chào chú. Chú đang chặt bông gòn đó hả cô? Là mới mua về hả? Mới mua về. Thì bữa xin hôm nay thì tìm tới được gia đình của cô chú thì khá là vui vì được gặp gia đình mình hả cô? Thì cô chú là hiện tại là đi làm bông gòn dậy về lâu chưa? Lâu rồi. Không có làm gì hết trơn. Vậy hả? Là suốt ngày là đi theo cái ghe với chú vậy hả? Có mưa bão quá cũng ở nhà. Dạ. Là có hai mình cô chú thôi hả? Trời ơi. Chú thì hiện tại đang làm bông gòn kia, bên kia quý cô chú anh chị. Ông làm vậy đó. Một mình chú làm ơn vậy hả cô? Có nên ông làm leo, chèo, đốn cực lắm. Nhà cô thì đây hay bên kia? Nhà bên kia, nhà nhỏ bên kia. Dạ. Cô dẫn con về thăm nhà được không? Được. Đi cô. Thăm. Thấy cô thương quá. Thăm. Qua đây thăm. Cái ghe của cô đây hả cô? Ghe đó đó. Đây hả? Ừ. Là hai vợ chồng suốt ngày đi theo cái ghe này? Đi theo ghe đó đó. Ôi. Chứ có làm gì đâu. Dạ. Trời mưa quá, bắt mưa nhẹp chân thấy không? Cực khổ cũng chết luôn đó. Mưa, dạ. Lá nước nhẹp luôn á. Dạ giờ qua, thì... qua lạnh luôn chết luôn. Qua con chào bà. Qua mưa. Thăm nhà chị xíu rồi ra thăm anh làm gòn. Mưa lạnh luôn chết. Dạ. Đây. Nhà đây nè. Vậy đó. Nhà bên này hả? Dạ nhà này. Thôi. Nhà này thì lối đi chung với bên bà ngoại luôn. Dạ lối đi chung. Lại có lối một à. Dạ. Là gia đình cô chỉ có mình chị My thôi hả? Có nên à. Trời ơi. Có nên vậy đó. Thì tôi cũng khổ lắm, khổ rồi đó. Có nợ nó tôi thương nó gần đứt ruột. Dạ. Mà tôi lo không hết. Thì chị My thì hiện tại thì khá là yếu rồi. Yếu em thấy con thấy là càng ngày sức khỏe nó càng giảm sút. Dạ, cô. Nó còn xương da. Dạ. Dẹp đó mà dẹp cho. Không sao đâu. Dạ không sao cô. Ngôi nhà thì cũng nhỏ nhắn ha con. Là chị My bỏ nhà ra đi như vậy thì được lâu chưa cô? Bỏ đi cũng mấy tháng rồi. Dạ. Hồi năm rồi không bệnh dịch thì cũng đi lo bệnh, chở đi bệnh viện này bệnh kia, có đi mà kiến. Chị không hết, chưa hết. Dạ. Là thực sự nếu mà nói đúng là căn bệnh của chị My là bị gì hả cô?
đó là bệnh điều trị thần kinh cả năm trời đó. Đi thần kinh lên trên ba xe á. Dạ. Chị có thể 5 giờ mà gì không hết. Rồi dạ. Giờ ra bệnh tim nữa rồi. Các bệnh tim cũng nhiều rồi, nó mệt. Dạ. Thì hiện tại nhìn là cơ thể chị My thì quá rất là ốm yếu. Dạ, ốm yếu quá rồi. Đi hết nổi rồi. Không biết thì thời gian sống với anh Ngọc vậy thì lâu chưa cô? Mới chừng hồi đó thì không có gành hung rồi, mấy tháng nay hả? Dạ. Dạ, ngoài là mấy tháng rồi đó. Là mới gặp anh Ngọc mấy tháng hả? Dạ, mấy tháng, 5-6 tháng gì vậy? Ý là từ khi ra lều đó mới gặp hay sao cô ha? Cấp trước có gặp rồi mà không có gì hết trơn á. Có gặp rồi. Dạ. Mà sao từ cái nó bị bệnh gì đó. Cái dạ. Nó ra ngoài ở luôn. Nhiều quá. Dạ. Cái ra ngoài ở luôn. Thì bữa hôm em con có hỏi anh Ngọc á, thì anh Ngọc cũng chia sẻ thật là trước đó anh Ngọc với nhóm bạn bè nữa thì cô đưa chị My đi tới những cái nơi xấu xa và có và giống như có sử dụng cái chất mà gọi là cấm chất cấm đồ. Cái đó là mình cũng không hay, ở nhà nó lo đi mặn á, người cũng không hay gì, anh phát bệnh lên thì mình mới khoảng lo. Thời gian mà cô phát hiện trực chị My mắc bệnh là khoảng bao lâu rồi cô? Mắc bệnh là cũng khoảng năm ạ. Năm ạ? Dạ, năm ạ. Là lúc đầu là chị My biểu hiện sao cô em? Mới đầu chị nó bị nói nhảm gì đó, thần kinh đó. nó nhảm hoài vậy đó. Dạ. Là thì nói nhảm xong rồi cô đi tùm lum hay rồi. Hay không hay là cô đi tùm lum đi tùm lum luôn. Dạ. Nói nhảm là đi tùm lum, chỗ nào ai chỉ hết là đi đó. Cũng đi hoài vậy đó. Rồi đi về cũng không hết, cũng còn gì đó. Rồi giờ thêm rồi thời gian bệnh dịch cái nghỉ ở nhà cái người ta không có nhận đó. Dạ. Cái mình ở nhà cái đâu đó thế bệnh thêm. Dạ. Mình dịch mấy tháng trời cũng ở nhà không vậy đó, ở nhà cha mẹ với nhà con cái cũng ở nhà luôn. Dạ. Không có làm gì hết. Hai cô chú thì đi làm gòn vậy thì đi mấy ngày mới về hay đi trong ngày cô? Đi có khi bữa hai bữa, khi bữa mưa quá về sớm. Mưa. Dạ. Quá chị không nổi. Dạ. Mưa quá trời lạnh á, chị không nổi đi về. Ý là ngày nào thì cho con hỏi là ngày nào cô cũng phải ra đó thăm chị My hay sao, hay là 3-4 ngày mới ra? My ở nhà là ra thăm mà, ngày nào cũng ra chứ. Dạ. Nghĩa ở nhà là không, còn đi mà không có đi. Nhưng mà, dạ. Mà nhà gì nó đem cơm đó. À cái gì hồi nãy chắc gì rồi. Đó, đem cơm đó. Dạ. Hình như bữa hôm chạy chiếc xe này đúng không cô? Đúng rồi đó. Xe đạp hả? Ừ. Cô chú có xe máy không? Không có xe máy. Dạ. Có xe con em đó, nó chạy đâu rồi. Dạ. Thì gia đình cũng đưa chị My đi chữa trị rất là nhiều nơi rồi cô? Dạ, nhiều nơi lắm rồi. Có đi bệnh viện tâm thần chưa? Có đi bệnh viện tâm thần hết lần, hai lần rồi. À. Rồi có tìm thầy bà gì không? Thầy bà thì không có tìm. Yeah. Nhưng mà là tâm thần có đi lên tới ba Ô Môn chánh đó. Ô Môn. Ở Ô Môn có bệnh viện tâm thần chánh đó. À. Ô Môn cho ba xe. Dạ. Dạ. Lên đó bác sĩ nói sao cô? Bác sĩ nói nó bệnh thần kinh đó. Nói gì đó. Rồi cho uống thuốc thần kinh. Rồi thấy thời gian thấy cũng lâu lâu rồi đi chánh cũng mấy tháng trời rồi, thôi về. Dạ. Yeah. Về cũng tốn bộn tiền à, tại vì đó không có bảo hiểm, xã không có bảo hiểm. Dạ. Thì tư nhân không à. Khi đó thì cô đưa lên thì có nhờ người ta xét nghiệm máu hay là nước tiểu gì không cô? Có xét nghiệm máu thôi, nước tiểu chân mà không có nói gì hết. À. Có bác sĩ sao nghe nó nói vụ đó không có nói gì hết. Dạ. Thì cô với chú đi làm gòn vậy thì về thì bán sao cô hen, cô chia sẻ cho con xíu được không? Vậy lặt gì đó bán ký cũng có được ngàn mấy à, tươi gì đó. Ký tươi nghìn mấy? Ngàn mấy ký à. Người ta mua khô hay mua tươi? Mua khô thì mình bán khô thì được 7.000. Còn à. Mía bán tươi có 1.500, 1.600 ký à. Trời ơi, rẻ chứ. Rẻ ghê à. Cái này là mình đi mua người ta hay là người ta cho cô hả? Mua á. Mua ký vào thì nhiêu cô? Đi mua thì đi mua cũng chi phí là cũng hết cả ngàn rồi. 1.000 một ký, về bán 1.600 hả? 1.600. Lời một ký được 600 đồng. Ký 600 đồng. Mà lúc nào cũng lênh đênh trên nước vậy hả? Dạ, có mưa bão quá ở nhà. Dạ. Bảo qua đâu đi được. Thì cô đi như vậy thì với chú như vậy thì hai vợ chồng thì đi trên nước vậy thì có bao giờ gặp nguy hiểm chưa cô? Trời ơi, có lúc quay qua xong sóng gió thì hồn dí không còn miếng máu nữa. Dạ. Sóng quá, sóng bự á. Dạ. Đi qua hụt mấy lần rồi đó. Dạ. Qua xong thì sóng hụt mấy lần rồi đó. Hú hồn không dí đó. Kêu bạn ngồi dĩnh cái ghe mà không nhúc nhích luôn. Vậy cũng ráng đi vì cuộc sống cô. Dạ, chứ không ở nhà thì đâu có tiền, đâu có mặn gì đâu có tiền. Chứ có gì đâu bán đâu có tiền. Dạ. Ở đây ăn gì cũng mua chứ.
Sao lúc trước sinh có chị My vậy, sao không sinh nhiều em bé vô? Hồi đó chị My nó khó khăn quá trời à. Dạ. Đưa giống phép giống mụn đưa không, đưa nuôi tới lớn rồi cái quay cái nghỉ luôn. Trời. Nó khó lắm, người thức sáng đêm với nó luôn đó. Dạ. Khó khăn. Thì khi mà chị My ở ngoài đó với lại con thấy là trên người chị My á thì nổi mục mục rất là nhiều, thì không biết ngoài cái tâm thần thì chị My có bị gì nữa không cô? Cái đó là bị ghẻ ngứa. Đấy. Mà bác sĩ chích thuốc gì vô mà nó bị ảnh hưởng sau này bị ngứa vậy đó. Sĩ nói hôm đó vậy đó. Chích thuốc á. Dạ. Thuốc mà sau này mà sao bị nó nổi lên ngứa. Dạ. Chứ hồi đó nó không có một ghẻ nào hết á. Chích thuốc mà sao kỳ cục á. Là ngày xưa là cũng là một thiếu nữ xinh đẹp lắm cô ha. Dạ đúng rồi, không có miếng ghẻ nào hết. Chích mua thuốc vô mà ảnh hưởng nhỏ tới như này. Trời ơi, tới nơi phải đó chích gì họ không chích luôn. Chích nhưng gì mà cô giờ cô có hướng nào hay có cái hướng để đưa chị My về chữa bệnh không cô, thuyết phục chị My hay sao? Dạ kêu đi đâu cũng đi chẳng rồi sao đi đây nè. Thì cô với gia đình với con có thể dùng biện pháp mạnh nhé, ví dụ như là cho thuốc uống thuốc an thần thuốc ngủ dậy thì mình đưa vô bệnh viện tâm thần đó cô, chứ để vậy ngoài đó rất là nguy hiểm, đêm hôm nữa là điều kiện sinh hoạt ngủ nghỉ với lại mấy cái vấn đề vệ sinh lại không có nữa kìa. Ừ đúng rồi. Cô đã từng cô với chú thuyết phục chị My về chưa cô? Có là gà đâu dám nói mà sợ mình đi đưa dẫn rồi nó tỉnh lại nó có làm dữ không biết nữa. Không lên đi lên con nghĩ lên đó thì bác sĩ tâm lý họ sẽ có liệu pháp hay hơn mình nhá cô, không sao đâu. Chứ giờ cô cứ để dậy thì con sợ là một ngày cô mất con gái cô luôn á. Rồi đúng rồi, nó quá chảy yếu rồi. Dạ. Yeah. Thì trước mắt thì cô chú đã có cái hướng nào chưa? Để nữa, để nhà máy hỏi không ấy rồi, có mua đi đại chứ nó không có đi rồi. Cái này cô chú phải dùng biện pháp mạnh á, chứ... Nó không đi rồi. Dạ. Yeah. Căn nhà hai cô chú thì ở đây. Ngày xưa là chị My sống với cô chú ở trong nhà này luôn hả? Nó ở trong nhà này mà nó ở ngoài nó thường. Dạ. Ở sát bên đây với nó ngoài nó thường. Dạ. Cô có hình chị My ngày xưa không cô? Kiếm hoài không có, con tắm một duy nhất mà kiếm không gặp, kiếm hôm gì không gặp nghe nhỏ em nó nói đó. Dạ. Kiếm rồi nó bỏ mất tiêu, con tắm một cái chụp mà nó cao nó mập nó ghè, nó bự hơn tôi nữa. Dạ. Cũng đâu mà kiếm mình nát nước chứ không gặp, không kiếm. Kiếm thì chào mấy chú coi. Là ngày xưa lưu niệm chỉ được một tấm thôi cô. Con tắm một à? Dạ, yeah. Tìm hoài không thấy hả? Tìm hoài không thấy thì hôm về lục ma tùm lum. Tại vì con với quý cô chú anh chị khá tò mò về cái nhan sắc của chị My trước khi mà bị bệnh á. Ừ. Tại vì giờ nhìn nét còn xinh lắm. Ừ. Trước đó chắc là xinh. Hồi đó mập đẹp lắm. Dạ. Yeah. Tay nó bự bạnh luôn, bự hơn tay tôi nữa nè. Dạ. Yeah. Tay nó bạnh kia luôn. Không hiểu sao tự nhiên lại bị như vậy nữa. Bởi vì trời con đứa mình cưng muốn chết. Nói hồi ví dụ như nó đổi không có vàng chứ đổi vàng nó không đổi nữa. Con cứ cưng vậy đó chứ không phải cưng dựa. Khoảng thời gian mà chữa trị cho chị My thì chi phí hết nhiều không cô? Thời gian chữa chị My hôm đó tốn cả trăm hơn trăm rồi đó. Vậy hả? Ừ, là hồi đó thì để dành là chị ngộ rồi đó. Là bao nhiêu công sức hai vợ chồng đi làm gòn là chữa hết? Chị hết. Nhiều cũng kêu sức ra chữa cho nó hết con mình mà bỏ đâu. Dạ. Yeah. Ủa cô ơi, sau khi chị My bị như vậy thì mình đưa đi chữa trị hả? Chữa trị cũng không có tiến triển nào cô? Ừ, đưa đi chữa trị cũng không tiến triển gì, mới đầu rồi nó chưa có bị nhiều, nó đi tự nhiên đi luôn à, kêu xe lại lên xe đi đó. Yeah. Ừ, chứ không có từ chối gì hết á. Ừ. Tội nghiệp lắm. Rồi sau này sao tự nhiên lại sợ? Lại đổi tánh, họ sợ không đi vậy đó. Giờ khi mà chưa ra ngoài đó thì anh Ngọc có nói là mua thuốc uống, là chị My không chịu uống thuốc luôn. Ừ. Cứ nói một câu là uống thuốc là chết, không hiểu sao luôn. Không hiểu sao nữa, biết sao hồi để nói cho chúng chú nghe. Hồi đó nó không có bị ngực sưng, sưng thì sao uống thuốc không được. Nó không uống được, giờ nó bị hơi sưng sưng. Cái tim đó là bị lâu chưa cô? Bị cái tim nó cũng bị cũng cả năm nay á. Là bị bẩm sinh hay sau này mới bị? Không có bẩm sinh, nó bị bệnh tim mệt thôi. Yeah. Ừ, chứ đâu nhỏ giờ không bẩm sinh. Mà sao giờ thấy con thấy là cái ngực á phù vậy nè. Ừ. Mỗi lần chị My tức giận nó phù lên. Ừ. Rất là lớn luôn, nhìn rất là sợ. Ừ, rồi không thì không giận thì nó đã đỡ chút. À. Thì con sợ ở ngoài đó thì không có cô chú thì ở với anh Ngọc, nhiều khi anh Ngọc nóng tính á thì làm cho chị My tức giận thì cái tim nó bể ra luôn.
sợ lắm. Nên mới muốn tìm cô chú thôi chứ không có ý gì đâu. Giờ thuyết phục chị My cũng khá khó nha. Chị chờ chị có cách là cô chú dùng biện pháp mạnh thôi. Ví dụ như là mình cho uống ăn cơm á, bỏ thuốc thuốc ngủ trong á, rồi mình bế lên xe mình đi thôi, chứ cô mà cứ nói vậy sao chị My không đi đâu. Mà hiện tại thì như vậy thì ví dụ cô chú mà ra thăm thì chị My có nhận ra cô chú là cha mẹ không? Nhận chứ, ra hỏi mẹ liền. Ra biết chứ, hỏi mẹ ra mới ra mẹ. Nhưng mà nói chuyện ít đúng không cô? Nó chỉ ít sạch à, nó nói như mẹ chuyện 3 tiếng là nó tin rồi, nó không nói nữa. Có khi nào ra ngoài mà bị My đuổi về chưa? Có. Đuổi luôn hả? Ừ, cái lúc mà hôm đó là lúc mà hổng nó ra, mẹ đem rồi My về đi, mẹ về đi, đuổi rồi đuổi về. Có lúc không đuổi, có lúc ngồi chừng nào ngồi. Nếu mà giờ hiện tại nếu mà có tiền tiếp tục thì cô chú có tính là chữa bệnh cho chị My không hay là thôi? Cô cứ tâm sự thật với con đi. Biết rồi nha, để nói miếng ấy thì thấy nó mệt cũng phải chở đi chứ sao giờ. Chứ con đâu để nhảy được. Để dậy ngoài không ổn, con thấy cực kỳ không ổn luôn. Chị My còn rất là trẻ luôn. 22 tuổi. Còn bao nhiêu biết bao nhiêu cái tương lai đang chờ phía trước mà bị dậy rất là thương, nhiều cô chú thương lắm. Thương vì chị My rất là trẻ cô. Với lại thương với cô chú có một mình chị My. Có nên á. Dạ. Thì cô chú hiện tại là không còn tiền để chữa chị cho chị My luôn hay sao mà ngưng à? Lúc mấy tháng bệnh dịch nay mà năm nay mà đâu có tiền. Các bạn gì đâu có tiền. Nó nghĩ ở tính ra một ngày làm vậy thì một ngày được khoảng bao nhiêu, trung bình ngày được nhiêu? Ngày tiền lời thế á. Tiền lời bỏ xăng dầu ra dầu mắt đó là cũng kiếm được 200.000 đủ ăn, 2.400 đủ ăn. Một tuần vậy đi nhiều ngày không cô? Từng đi được 2 chuyến 3 chuyến à. Rồi mưa là ở nhà. Cái này mưa thì đâu có đi được hả? Không, mưa quá trời, cái đầu lạnh quá đi không nổi. Tại vì mấy cái ghe mà có máy che được ha, ghe này đâu có. Đâu có, chịu luôn, nó ướt luôn á. Coi nào mà đang đi giữa chừng bị ngập lụt chưa? Có đi giữa chừng bị nước, nó mưa quá trời lớn, nó ngập tới đầu gối. Cũng có chứ, mưa lớn á. Lớn đường xá ngập giác gọn cực. Nước quá trời nước luôn. Đi... Thương quá quý cô chú anh chị ơi. Vợ chồng thì chỉ sinh mình chị My thôi, bao nhiêu hy vọng đặt cho chị My. Mới cuối cùng chị My lại thành ra như vậy. Thất vọng rồi. Ngày xưa chị My có hiền không cô? Hiền, nó hiền khô à. Sao tự nhiên lại bị vậy ta? Không nó lẽ hiền, nó rất hiền á. Ở sớm lạ không kể lộn ai chứ. Ngày xưa có đi hay theo bạn bè đi nơi những nơi xấu xa không cô? Cái đó thì mình không biết, có mấy đứa bạn trên đây nè. Rồi nó đi chơi, rồi đi về. Rồi đi đâu mình cũng có biết đâu, mình đi mần mà. Dạ. Đi mần cũng đi mần lo cho nó. Yeah, chắc là ra thăm chú nói chuyện với chú xíu đi, thấy chú làm ngoài đó vất vả quá. Cô ra coi công việc của cô chú hiện tại. Thương quá. Làm này cực lắm. Là suốt ngày cô với chú chinh chiến trên chiếc ghe này hả? Mưa quá cũng qua nhà. Thôi cũng đâu có đi. Ôi cái ván này lên vậy à cô? Thấy nguy hiểm quá vậy? Nguy hiểm, cái miếng nó bị mục rồi đó kìa. Quý cô chú anh chị, hàng ngày thì cô với chú mưu sinh bằng một chiếc ghe như vậy. Chiếc ghe này chắc mua lâu rồi cô ha? Lâu lắm rồi. Con thấy dưới kia chắp vá tùm lum luôn. Bây giờ cái ghe nó cũng bị hư rồi. Dạ. Lâu rồi. Ủa cô, con thấy ở đây lục bình rất là nhiều, mỗi lần mà cô chú muốn về đây thì phải làm sao? Lội xong kéo vô. Là lội hả? Nước lấy sâu không cô? Tới nó tới đầu, tới ngực. Vậy hả? Là kéo theo đường đó hả? Đường đó đó. Trời ơi, rồi ra ngoài kia. Ra tới đó luôn. Ồ, khá là chênh vênh. Chắc có thể là đồng đi không có quen. Gia đình cô thì có nhiều anh chị em không cô? Có cũng 4-5 đứa. Cuộc sống chắc bây giờ ai cũng có công việc riêng ha. Ai cũng làm ăn sống chứ. Chứ ở nhà đâu cũng có tiền làm sống. Dạ. Ai cũng đi mần á. Thật sự con cũng tình cờ gặp chị My thôi, nhìn như vậy rất là thương. Tại vì chị My còn khá là trẻ. Mà
muốn trao đổi với cô chú thì có thể hỗ trợ được gì cho, ví dụ cô chú muốn đi chữa bệnh thì con có thể với cùng với quý cô chú anh chị Quý Mạnh Thường Quân á, thì có thể hỗ trợ cho gia đình mình. Con biết hiện tại thì cuộc sống của gia đình mình khá là khó khăn, vì cũng chữa trị cho chị My cũng khá lâu, như cô chia sẻ là hơn một năm rồi, thì bao nhiêu tiền của để dành thì cũng vào chị My hết rồi. Làm cha làm mẹ thì ai không muốn chữa bệnh cho con mình cô ha. Chắc cô có nỗi khổ riêng hay sao, thấy cô có vẻ ngại chia sẻ hay sao cô? Là có gì thì tối ngày cũng lo con mình, sợ nó ở ngoài vậy sợ nó chết thôi chứ không. Rồi lo đi mận nữa, lo có nhiêu đó, tối ngày lo nhiêu đó. Nếu mà được sự hỗ trợ giúp đỡ để chữa trị cho chị My thì cô chú không biết cô có thuyết phục được chị My không? Mình kêu thì nó chưa có đi, mà cũng mình làm cái gì thì nó mới đi, chứ nó kêu nó không đi. Con nghĩ giờ chị My phải dùng biện pháp mạnh thôi, chứ giờ bảo như ngày xưa chắc không chịu đâu. Ngày xưa thì đi tự nhiên à. Và điều đặc biệt là cô, chị My là cứ ăn rồi cứ ở trong chòi đó luôn, không chịu ra ngoài luôn à? Mà nếu nó ăn cái hồi hồi gì nó không ăn. Dạ. Ừ. Cô hay về thăm nhà không cô? Nó hả? Ừ. Nó có 3-4 ngày mới về thăm nhà. Dạ. Về à. Cô ngủ trong này hay là về cái đi? Về cái đi à? Kìa. Ừ. Ồ. Con nghĩ nhiều khi về đây thì ngủ trong này. Hay sợ chị My sợ cái gì đó liên lụy tới ba mẹ thôi. Có lúc thì nó cũng ngủ đêm có ngủ. Yeah. Ừ. Rồi có lúc là nó về cái nó lại đi, mình cũng kêu ở nhà ngủ mà. Dạ. Yeah. Chứ đâu kêu đi ngoài chi. Ban đầu nhìn chị My thì con cứ nghĩ là chị My là ăn chơi lắm, gia đình cũng khá giả lắm. Nghĩa là nhìn cái phong thái của chị My á, với lại con nghĩ là chị My là người ăn chơi, gia đình chắc cũng khá giả lắm, nhưng mà khi tìm tới gia đình cô thì rất là bất ngờ cô mần, chú. Mần chẳng ai. Cô chú thì cũng lam lú. Mần dữ lắm mà. Dạ. Chị My hiện tại thì có dùng thuốc gì không cô? Ý là cô có dùng thuốc chữa bệnh gì không? Thuốc chữa bệnh gì không hả? À. Ý là cô cho uống thuốc không? Mà không gậy thì kêu uống thuốc ho á, nó không bị ho á. Dạ. Ý là cái vấn đề về tâm thần thì cô không có dùng thuốc nữa hả? Có thuốc mà không gậy nó như là nó ngừng, nó chịu uống có thuốc, có. Kiểu như là khi vào bệnh viện tâm thần á, một thời gian chắc sử dụng thuốc với chích nhiều quá, sao giờ giống chị My sợ thuốc luôn. Sợ thuốc, uống thuốc quá trời, sợ thuốc. Dạ. Thuốc nhiều á, chết rồi uống nó sợ. Dạ. Ừ. Chắc con xin phép này qua thăm chú xíu. Để chú làm. Ồ, về là chú mình làm mình vậy ha. Cô có xẻ với chú không? Có chứ. Đâu có làm ra mình rồi. À. Làm cái này chắc lâu lắm. Chú ơi cho con làm với chú. Cái này dễ mà chú ha. Ủa cái này là người ta phơi khô làm gì chú? Làm nhang. À, người ta xay nhuyễn làm nhang thấp ha. Nhang mình ở đúng rồi. Ủa cái này con đâu thấy mùi thơm đâu ta? Đâu có thơm. Ủa vậy là người ta về phải hòa chắc cho cái trộn lẫn với cái thơm vô. Chú năm nay lớn tuổi chưa chú? 50 rồi. 50 hả? Ừ. Chú là ba của My hả? Ba My. Trời ơi. Thấy công việc của chú hàng ngày thì thấy tụi leo trời không à? Ủa chú, cái này là mà chú phải leo. Leo lên rồi chặt xuống hả? Con tưởng có cây gì chứ. À, khỏi. Cây gòn thì cao không chú? Cao. Trời nguy hiểm hả? Hôm qua gió rồi tụt xuống tôi không dám hạ cánh. Sợ quá hả? Nó đẩy tôi về tới Bình Minh. Dạ. Là hàng ngày là chú là ở trên chặt, còn cô là dưới gom hả? Gom. Giữ ba xe rồi phải chạy đó. À. Là hai cô chú thôi à, còn có ai hỗ trợ nữa không? Không. Không có ai đâu, không chả. Chú làm lẹ thật cực kỳ luôn. Cái này chắc do quen tay chú à. Con làm vô con làm chậm lắm. Cho con thử cái được không chú? Cái gì? Con thử làm giống chú coi. À, cái này con không biết làm. Cái này xoay nhãn ra vậy được chú ha. Hả? Cái này liềm trái hả? Cái này tay trái hả? Bà nạo luôn chứ không mà mình gốc xa xa tay nha, xa xa tay cầm à. À xa xa tay ra. Vậy ha.
dễ mà. Mày thuê con không? Cũng dễ mà, hết rồi. Con ơi, hết rồi, con xài xíu lẻ lắm, hết rồi. À, ý là mình để phải để xa tay ra khỏi khỏi đều chú ha. Chúng ta mình trúc đại chưa? Trúc đại nó sót cái gì, nó sót hả? Đấy, con làm cũng đúng rồi đó. Cũng dễ. Con cũng làm nông ra. Một xuồng vậy thì chú chở về thì được khoảng bao nhiêu ký chú ạ? Chắc cũng thấy nặng lắm. Là tư này hả? Ừ. Một con mấy xuồng của chú á. Là tính là tư là 5-600 ký ạ. 5-600 hả? Ký cây nha. Rồi kiến quá trời chú này. Kiến gì đó? Nè. Trời ơi, nó ở đâu dạ? Chú? Mình đốt chứ đem chứ người ta làm gì á. À, nó cắn á. Kiến nó cắn đau lắm. Trời ơi, nó cắn tôi thì lỗ cổ nè cho nào. Dạ. Chú thì có ha ra hay thăm chị My không? Tôi ra hoài hả? Dạ. Hồi sáng rồi có đi làm nữa rồi. Là mang cơm ra hả? Cơm ra. Dạ. Cô chú thì chú với cô thì cũng ráng chữa bệnh cho chị My thì được bao lâu rồi chú? Cũng khoảng hơn 2 năm rồi đó. Năm hơn. Trời ơi. Thì hoài vậy. Không hết được rồi chú. Không hết. Cũng hết mớ bộn tiền rồi ha. Bộn tiền rồi. Giờ chú lo đi mặn chứ giờ bây giờ ở nhà cũng đâu có ăn đâu. Dạ. Thì tương lai cô chú tự kiến quá. Cô chú có cái hướng nào mà mình có cái cách nào mà đưa chị My về đây và đưa đi chữa bệnh được không chú? Cái đó để từ từ còn sao với tôi ấy bắt về đây thì nó là làng mãi á. La dữ lắm à. Có bao giờ mà cô chú mà dùng biện pháp mạnh để đưa về chưa? Có chứ. Có. Có là làm mà nó là tính đi chữa bệnh nữa đó mà nó làm quá trời thả tôi. Dạ cô. Vậy la quá trời. Nó hết la làng luôn hả? Con cũng không hiểu sao mà chị mẹ cũng lẹ tôi chối luôn đó. Dạ. Hôm nào mà chú muốn thì chú cho kêu nhờ anh Ngọc á chú cho cái thuốc ngủ vào cơm xong mình đưa đi dễ hơn. Cứ đưa lên xe đưa vô bệnh viện tâm thần thì họ sẽ có cái hướng có cái triệu giải pháp hay hơn. Bây giờ cô chú cũng phải có cuộc sống của mình chứ cứ ôm lấy chị My riết thì ba người không còn gì để mưu sinh luôn chú ha. Cái này là mình có phải phơi lên không chú hay là chạy bán người ta luôn? Thôi. Chở lên cái xăng mượn chở thôi. À. Cái đường vô nhà mình nhỏ xíu á, con thấy khó đi ghê á. Cái này dài năm chứ nó có lộ bự rồi. Dạ hả? Cái dài năm nữa. Dài năm nữa là 2025 mới có bồi. Dạ. Mặn khúc dành tắt trên rồi. Khúc đó. Thì cuộc sống hiện tại của cô chú thì mưu sinh bằng nghề buôn gòn này, buôn cái lá gòn. Lá gòn. Về thì phơi khô, chặt ra phơi khô lên bán cho thương mấy cái thương lái mà làm nhang á. Nhang. Dạ. Mấy ông đó là ngon hơn mình á. Lời nhiều hơn hả? Nhiều hơn. Một ký này một xuồng vậy thì đi vậy được nhiều tiền đúng không anh? Lời khô, tiền lời. Khô hả? Ý là tiền lời á, chi phí ra trừ hết á. Có 300-400 ngàn à. 300-400 trừ dầu chưa? Trừ dầu hết rồi. Dạ. Là đi mấy ngày anh? Mấy ngày mới về hả? Đi hai bữa mình về mình đứng chiếc. Dạ. Là hai bữa mới được một chuyến như vậy hả cô? Ừ, hai bữa. Hai bữa lời khoảng 300 ngàn. Ừ, ăn uống ra, chi phí ăn uống thì hai ngày anh cô chú ăn hết mớ tiền rồi. Hay là... Đồng nghỉ hai ba bữa nữa nè. Nghỉ thì ăn hết tiền luôn. Dạ. Đâu tao đi nữa. Dạ. Ủa chú? Chú chia sẻ là vài ngày tới thì nghỉ 2-3 ngày sẽ không cho đi nữa là sao chú? Mưa người ta không ơi, ta không cái đen gòn. À, cái lá này mà vừa gặp mưa nó bị đen ha. Nó đen như đen vậy là ta không mua. À. Hình như là đen mà làm nhang ra sẽ bị nhang, sẽ bị úa màu xấu, khó đúng, bán ha. Đúng rồi. Là cái này mình phải đi xây bột ra là nó xanh dờn. Dạ. Ngày mưa thì không đi được. Ta phải chịu. Dạ. Cái ngày này không có nghề mặn chứ mặn ngày này cũng khổ lắm. Rồi, một là nguy hiểm, hai là kiến nữa chú ha. Kiến nó thấy trước mắt rồi đó. Kiến còn có ong nữa. Dạ. Có bao giờ mà chú mà đang leo vậy mà thấy tổ ong nó đuổi chú trên cây đuổi xuống chưa? Bắt đầu, khó. Nó xuống lấy cái chạy xịt đó.
Dạ. Ông thấy gì nó cũng nói hút vô cái tay liền. Dạ. Hút liền cái tay vô mặt, giữa chân. Vậy đó. Thì hôm nay được gặp cô chú thì con muốn tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình mình á. Thì muốn hướng cô chú giống như là con có thể hỗ trợ cho cô chú đưa chị My đi chữa bệnh nhé. Không biết chú thì có cái hướng nào không chú? Tôi không biết làm sao giờ chứ là tôi yêu cầu bắt được đó mà tôi bắt không được thì nó bệnh vậy nó mình giật cái sao nó mệt nó chết. Chứ giờ nó không đi. À, là chú nó sợ thì sợ nó chết bất tử. Ý là mình ví dụ như cho cái giống như hồi nãy con nói á, cho cái thuốc ngủ vào cái cơm hoặc nước uống gì đó, uống xong cái này mình đưa đi lên xe nó dễ hơn á chú. Chứ giờ mà dùng ép buộc thì sợ cái tim á, tim nổ luôn á. Đúng rồi. Thì trong tương lai cô chú có cái hướng nào không? Hay bây giờ cứ tạm thời để vậy? Chắc tôi cũng tạm thời để vậy, thời gian đi có sao giờ. Cũng sợ để lâu quá chú, cô chú mất con gái luôn á. Tại vì chị My nay yếu cực kỳ luôn. Chú có chắc có thể chú thấy ra từng ngày, chú thấy càng ngày thì chị My càng ốm á. Đúng rồi. Dạ. Thấy mình mấy nó giờ nó thấy bệnh tùm lum hết trơn. Dạ. Vậy bên này bên kia cũng chưa hết nữa. Dạ. Hồi đó là thấy cái bệnh mà nội ghẻ không có, mình giờ có cũng cho một có hoài gầu. Là cái bệnh nội ghẻ là mới đây cô? Mới đây thôi. Dạ. Gầu muốn chết. Đi có thể nguyên nhân sâu xa có một cái bệnh nào đó mà dẫn đến nội ghẻ chứ cô ha, mà mình chưa biết hay sao? Cái đó mình cũng không biết. Dạ. Nó bác sĩ không nó bị đau ghẻ ngứa rồi bà nghe, dạ. Nói gì mình nghe gì á. Thì chị My bị như vậy, thương nhất vẫn là cô chú. Cô chú thì cũng giống như Lam Lũ á. Lam Lũ nuôi chị My từng ngày vậy. Đúng rồi, nuôi từng ngày. Có bao nhiêu tiền để đổ vô chị My hết rồi? Lo ai hồi ơi, tôi lắm lo đó. Dạ. Yeah. Sau khi làm xong thì đưa ra đi ngoài này này, những cái gốc đưa ra đây phơi, có thể chùm củi. Đây là ngôi nhà của gia đình chị My này. Ủa là ở đây là nước là ngập lắm, dữ lắm mày. Dữ lắm luôn, mấy cái lũ này ngập luôn hả? Rồi sợ mấy thằng cao tốc đó là nó chạy nó khỏa thì nó dở lóc nhà tôi, nó sợ ớt chứ đó. Bình thường nếu mà ngập cao nhất là tới đâu anh? Tới khoảng nước tới chỗ nào? Cái chung nhà tôi là lên 4 tấc, 3 tấc, 4 tấc. Dạ. Yeah. Còn tôi tấn ba cái đó là sợ tàu giờ nó dập vô. Dạ. Yeah. Ủa chú ơi cho con hỏi, ngoài chị My ngoài bị bệnh tâm thần thì chị còn bị bệnh gì nữa không chú? Ôi nó bệnh tim đó, với bệnh tâm thần bệnh tim đó, nó về nhà chừng ăn nằm chừng chút xíu là nó đội đi ngoài. Nếu không đi về thì nó la lên. Dạ. Sợ có thể có thêm bệnh gì nữa không ta? Ở với anh Ngọc nghe lo quá, nhìn anh Ngọc cũng nó ngoài là nó nắng nực lên là nó mệt. Thì anh Ngọc kia thì chú có biết không? Biết. Thì tôi cũng như là cho ở ngoài thì nó như là nó tạm trú nợ đó. Dạ. Yeah. Sợ nó đi mình ơn nó rồi tội nghiệp đi lang thang. Dạ. Yeah. Chứ tôi cũng rước nó về nhà vậy. Chứ nhà tôi đi mận rồi nó sợ nó đi. Tại vì không phải con nói xấu gì mà nhìn kiểu anh Ngọc á chú. Anh Ngọc thì khá là bụi bặm á. Nhìn nó khá là giống như dân kiểu ăn chơi á chú ha. Đó là tôi không biết là nó ở sớm đây nè. Ủa anh Ngọc cũng ở đây luôn hả? Ở sớm đầu cảnh trên Cúc Dương Quân á. Là cũng biết ha. Đi giao con gái rồi như vậy cũng sợ. Cũng sợ. Chứ để ở nhà thì nó sợ nó nhà đi. Không chịu ở nhà luôn. Không chịu. Ở nhà là phá hay sao anh? Không có nó đi chơi vậy đó. À. Đi ra Cúc nó ngồi, Nhìn cô thì hiền khô mà sao chị My lại bị như vậy, nó không hiểu.
sáng lại chạy máy đưa nó gọi gì tiếng mạnh đó. Ý là sáng cũng tranh thủ chạy xe đạp này đi ra hả? Đó, xe đạp đó. Trời ơi. Để làm tối ạ. Dạ. Chứ không phải nó cơm lại kia nó ở rét nghẹt rồi sao ạ? Ngày nào cũng phải mang về. Bữa nào cũng mang cho nó. Trời ơi. Rồi thời gian mà chú đi làm mấy ngày tại ai mà? Thì có đứa em gái. À. Em gái đó là em ruột hay là bên gì? Bên vợ tôi. À. À, hồi nãy chú chia sẻ thì vào những cái mùa nước nổi thì ngập nước cái tới đây này quý cô chú anh chị. Đây, còn vết hằn luôn. Ngôi nhà của cô chú thì cũng là khá là đơn sơ. Ôi cô, ngôi nhà của mình thì con thấy không thấy cái cửa đâu cô. Cửa đó. Rồi, cửa nào? Cửa đó đang lại. Cửa này hả? Ừ. Con quên thắp chứ. Là ngôi cánh cửa này hả cô? Ừ, cửa đó. Rồi sao đóng? Kéo ngoài lại vậy nè, kéo vô, kéo ra. Sao ra được? Để lấy cho. Trời ơi. Thấy được. Nè nè. Đông đỡ gì mà. Ủa sao ông lấy xe không có dịp ra được. Đó. Rồi đóng rồi, đóng vậy thì. Rồi đóng gì? Thì trộm vô lấy hết tiền thì sao? Hả? Đâu có tiền giống đâu mà sao? Ngày đi thì trộm vô lấy hết sao? Đóng gì cái này đóng là đóng không biết là đóng này là đóng để làm gì nữa. Đóng để cho mưa đi vô. À. Cái chỗ này hồi nãy anh chia sẻ là nước nổi thì nó ngập vô tới nhà không anh? Đúng rồi, ngập lên. Ngập là tới đây hả? Dạ, ngập hết luôn. Dạ. Nó thấp. Trời ơi, thương. Ngập. Rồi để con giống như là một tên trộm đi. Dạ. Trên này là nhà ngang, dưới này là nhà bếp cô ha. Ừ. Xíu à. Xíu à. Dạ. Xíu vậy đó. Trời ơi. Mặn muốn chết, đang bữa mặn muốn chết. Hình như thấy chị My thì giống chú hơn nhiều hơn rồi đó. Giống ổng á. Ha, nhìn giống chú. Ổng á. Mà chú y kiểu cũng ít nói, ngại chia sẻ. Ổng nói điều đó ít đi đó. Dạ. Ông nói chuyện nhiều không nói mà điều đó ít. Dạ. Là một ngày thì cứ ngày ba bữa mang ra chiều chị Mỹ hay là mình mang một lần luôn cô? Không có, mang cái sáng rồi bữa chiều thì cho nó ăn mì. Mì ngoài đó hả? Ừ. Mua mì đem nghe. May ngoài đó không có ông Ngọc không chịu nấu, ông Ngọc cũng hay thả cá được nhiều cá. Ừ. Cho ăn mì đó. Cho hai ông bà đó cưới nhau luôn đi. Chịu không? Sao à? Quả cưới nhau luôn hả? Ý là có chịu cho ông Ngọc lấy bà My không? Cô chắc cũng chưa tính được hay sao? Chưa tính. Sau nói đến vấn đề cho chị Ngọc cưới cho chị My cưới anh Ngọc thì cô có vẻ buồn chưa? Vậy mình thấy gì cũng buồn về đến anh. Thấy cũng buồn chứ. Con mình vậy mà nó đi ra. Thằng gặp người nghèo quá, thằng nghèo quá. À. Nhưng mà giờ chị My không chịu chữa bệnh thì cũng rất là khó. Ừ, rất là khó. Dạ. Yeah. Thế hồi đó giờ đầu tiên đâu chịu, thấy còn mình tính nó kiếm cái chỗ đủ ăn cho nó đủ ăn cho đỡ vậy đó. Ừ. Đói cũng nó gì. Cũng gầu cũng lo. Hình như ngày xưa là chị My ở bên cái chòi bên kia mà, đâu phải chòi này đâu. Cái chòi bên kia. Chòi bên sen đúng không? Ừ, rồi cái giờ ta sáng múc á, ta múc hết trơn, không còn gì trên chỗ đó đó. Cái cây nó ngã luôn đó, cây cọng á. Nó ngã tiêu chứ. Thì rồi là qua bên đó hả cô? Ừ, giờ qua đó, giờ qua đó đó. Cũng không có hai vợ chồng cái anh đó, kiếm mà không gặp, kiếm chồng không gặp. Dạ. Yeah. À. Thì bên chú với bên gia đình ông bà ngoại thì cô có thuyết ra, có cùng ra đưa chị My về không cô? Hay là chưa ai ra hết? Có hai chồng với vị Nam nó ra à, vị nhỏ gái đó. Ra thấy cũng kêu dị lắm mà. Hổm thì có kêu xe đặng đi trị bệnh nữa đó, thì mình tiếp. Dạ. Ừ. Thì hôm nay con tới để biết rõ hoàn cảnh của gia đình này. Cô thôi. Để hiểu rõ hơn cuộc sống của gia đình cô. Chứ thì con cũng không có nhiều, con gửi cho cô một ít để cô có mua thức ăn cho chị My nha cô. Dạ. Thì dù chị My không biết hiện tại thì bị bệnh như thế nào thì có thể là cô cũng ngại chia sẻ, cô cũng có những cái tâm sự riêng đúng không cô? Nhiều khi cô cũng ngại chia sẻ hay sao ạ? Cô
Thế là bệnh nó ốm yếu quá, gầu rồi chứ cũng có gì đâu. Nó ốm yếu quá, gầu. Lo sợ nửa đây nó mất tiêu, gầu buồn. Thì thật sự thì cũng muốn gặp cô chú để cái bàn cái phương pháp để chữa bệnh cho chị My thôi, chứ cũng không có ý gì. Tại vì ở ngoài đó thì anh Ngọc có thể với chị My thì nói cái gì thì con cũng nửa tin nửa ngờ vậy đó. Thì muốn tìm cô để biết rõ hơn cái bệnh của chị My. Chứ anh Ngọc thì khi thì nói chị My bị tâm linh, khi thì nói chị My bị bệnh kia kia, thì con không biết cái nào là đúng. Tại chữa chị thần kinh lâu lắm rồi, cũng có chữa chị lâu rồi. Dạ. Yeah. Thì cái này là tấm lòng của con nhé, cô nhận cho con vui nha cô. Con gửi cô một ít vậy để cô mua đồ ăn cho chị My á. Chứ còn về vấn đề chữa bệnh thì cô giờ cũng hết cách rồi hay sao cô? Có thuyết phục được cho chị My không? Cô cứ chia sẻ đi, có gì con sẽ sát cánh giúp đỡ cùng cô thôi, không có gì. Tại vì con thấy là chị My còn rất là trẻ luôn, 22 tuổi. Còn bao nhiêu là tương lai phía trước nữa. Thì cô có dự định gì không, nói cho con nghe với. Để ngoại thuyết phục nó coi nó đi thì cũng dự định chở nó đi nữa. Dạ. Chứ giờ cũng gầu cũng lo, nó sợ mình không còn con. Tối ngày lo nhiều lắm. Dạ vậy thì cô ráng thuyết phục ha. Ừ. Nếu mà cô thuyết phục được thì cô gọi cho con nha. Ừ. Hình như chỗ anh Ngọc với chị My con có để số điện thoại lại. Nghe Ngọc nói có điện thoại. Dạ dạ. Nghe Ngọc nói có điện thoại của cái chú rồi. Dạ. Thì thực sự quý cô chú anh chị, Đồng thì không biết quá khứ của chị My như thế nào, nhưng mà khi thăm gia đình cô chú, thấy cuộc sống hiện tại và thấy cô chú thì dùng hết mọi tiền để chữa bệnh cho chị My suốt hơn một năm nay cũng rất là thương. Thì con xin gửi cho cô một ít để cô mua thức ăn cho chị My vậy á cô. Chứ giờ thì cái này là tấm lòng của con nha cô. Cảm ơn. Con xin gửi cho cô đây là 2 triệu đồng. Cô có mua thức ăn cho chị My á. Cô nhận đi cô. Dạ. Cô ít lòng nhiều nha cô. Dạ, cảm ơn nha. Đây mua đồ ăn chỗ nào hàng ngày. Dạ, dạ. Có thể cô mua thuốc cho chị My hoặc là cái gì đó chị My thích ăn. Ừ. Tại vì con thì cũng muốn hỗ trợ gia đình vậy đó. Ừ. Để giúp hướng, giúp chị My thôi. Dạ. Dạ cô giữ gìn sức khỏe nhé. Dạ, cảm ơn mấy chú nha. Dạ. Vừa rồi Đồng đã chia sẻ với người mẹ của chị My về hoàn cảnh hiện tại cũng như căn bệnh của chị My. Nhưng có vẻ có cái vấn đề gì đó quý cô chú anh chị, nên người mẹ ngại chia sẻ khi nhắc về bệnh của chị My. Đồng rất là hoài nghi giống quý cô chú anh chị về quá khứ cũng như căn bệnh của chị My hiện tại. Hồi nãy thì Đồng có gửi một ít, đó là giống như là thương cho chị My còn trẻ tuổi để cho cô có thể mua thức ăn ra cho chị My thôi. Còn sự thật về chị My thì Đồng bây giờ sẽ đi lân cận để hỏi rõ hơn về căn bệnh của chị My. Nếu mà bệnh bình thường như là tâm thần hay là tim mạch thì Đồng sẵn sàng cùng quý Mạnh Thường Quân sát cánh cùng gia đình để hỗ trợ cho chị My. Còn về cái bệnh mà xã hội hoặc là sử dụng những cái chất cấm thì Đồng sẽ không hỗ trợ. Vì hỗ trợ cho hoàn cảnh thì Đồng nghĩ số tiền mà quý cô chú anh chị gửi cho Đồng và cũng là mồ hôi nước mắt của quý cô chú anh chị, quý Mạnh Thường Quân. Do vậy Đồng nghĩ giúp hoàn cảnh phải giúp đúng hoàn cảnh thì thực sự mới ý nghĩa. Bây giờ thì Đồng sẽ cùng quý cô chú anh chị đi tìm hiểu rõ vấn đề này hơn nhé. Dạ chú ơi, con chào chú. Thì hồi sáng đến giờ con có ghé thăm nhà chị My phía đầu ngôi chùa. Thì con muốn tìm hiểu về chị My để giúp đỡ cho chị My vượt qua căn bệnh. Nhưng mà khi con tới đó thì con có vẻ như thấy là ba mẹ chị My ngại chia sẻ có một cái điều gì đó quật khúc sau câu chuyện này. Thì chú có thể chia sẻ cho con một xíu được không chú? Thì theo tôi biết thằng chồng nó về nó có chồng nó về nó chứ chồng nó về chồng nó chích thuốc ở tại đây là chết gần đây. Ủa chị My là có chồng rồi chú? Có chồng. Vì chồng nó chết này mà. Ủa là chị My quá khứ từng có chồng. Và chồng là dính bên xì ke mà bị chết rồi chú? Bị chết rồi. Trời ơi. Còn bên My thì cha mẹ cũng nghèo. Dạ. Không biết là hồi có dạy dỗ nó không thì mình không biết. Cái cha mẹ nó thật sự là nghèo. Dạ. Vì cha mẹ nó gần chùa mà. Dạ.
Thì theo chú giờ thì chị My còn có cơ hội nào nữa để chữa trị không chú? Thì coi như là My giờ là nó chỉ là thuốc nó uống là chỉ qua ngày, sống qua ngày thôi chứ cái bệnh nó không thể nào mà trị được. Đặc dù mà bên Mạnh Thường Quân mà có tiền đó, thì coi như giúp cho cha cho mẹ để có số tiền để rồi nó trong khi mà nó hành nhất thì mà cha mẹ nó mua thuốc cho nó uống. Còn chị My là hết phương cứu chữa hả chú? Phương. Dính đến cái bệnh đó là hết phương chú? Hết phương cứu. Dạ, cái bệnh xã hội rất là nguy hiểm. Dạ. Thì theo tôi ở đây, tôi dân địa phương rồi tôi cũng biết thì mấy chú Thường Quân thì có thể là giúp cho cha mẹ để có đồng tiền trong lúc mà con cái nó nhức rồi nhói thì xức một hai chục ngàn gì để là mua thuốc cho cháu nó uống ngày cho nó qua ngày thôi chứ giờ nghèo quá rồi cha mẹ đâu có tiền đâu để còn My là hết phương cứu chữa My là hết phương cứu chữa kiểu tại vì giờ con thấy chị My cũng người lở loét cũng rất là nhiều và sút ký rất là trầm trọng luôn. Thì con không nghĩ là đến một cái giai đoạn nào đó rồi cũng bó tay luôn. Bó tay. Dạ. Giờ rắn ông nó nói luôn thì nó giúp được cho cha mẹ. Thì đó thì đề nghị Mạnh Thường Quân giúp cho cha mẹ thôi chứ giờ. Không có tiền lo cho con. Bây giờ ăn còn không có mà đâu có tiền đâu mà lo tới lo cho con. Thì mình nhờ Mạnh Thường Quân để cho. Hình như sau khi chị My bị dính canh bệnh đó thì hình như cha mẹ cũng bỏ phế luôn ha, bỏ bê luôn. Bây giờ hồi đó hồi có chồng thì gầy ra không được, bây giờ chồng chết thì còn mình nên tạo nó ra thì phải lo nó tới chết thôi chứ giờ đâu có bỏ. Tại con thấy ở ngoài trời mà ba mẹ. Bây giờ giờ ở chứ giờ ổng cũng sợ, không đâu trong nhà cũng bệnh nhóc trong nhà. Vợ cũng bệnh rồi, con cũng bệnh rồi. Có thằng con mà đi mua lá gòn bán rồi kiếm tiền để ăn hàng ngày đó, rồi tiền đâu mà để mà mua thuốc mà uống. Có nhiều khi con nghĩ không biết có phải là do chị My bị bệnh đó nên cho sống tách biệt ngoài đó khỏi lây lan mấy người khác không biết nữa. Tùm lum dân uống nó cũng nghi ngờ rồi chứ đâu có cho về nhà, ở nhà đem cơm cho ăn thì cũng như rồi tao để cơm đó mày ra mày lấy mày ăn. Dạ. Cũng sợ lây. Đủ thứ bệnh hết. Thì dịch nó mới vừa ngưng thôi. Dạ. Vậy là chị My giờ là giống như là sống được ngày nào hay ngày đó thôi. Sống ngày nào hay còn ngày. Hết phương cứu chữa rồi. Hết phương. Dạ. Chỉ có thuốc rồi uống hàng ngày cho đỡ thôi chứ sao giờ. Cái bệnh đó nguy hiểm chú ạ. Nguy hiểm. Nên các bạn trẻ có sống thì né mấy cái đó ra. Những cái chất cấm của xã hội né ra hoặc là những cái bệnh đó rất là nguy hiểm. Thì ở đây tội cha mẹ ở đây lúc nào cũng khuyên. Rồi mấy người lớn gặp mấy mà đứa mà chơi đó cũng động viên. Nó ngay người ta động viên người ta bỏ nhiều lắm rồi, nhiều người lắm. Nhiều người cũng chơi lắm mà ta dân người ta động viên bỏ kêu tránh cái đường nó ra. Người mà người tội nhất vẫn là ba mẹ của mình ha. Ừ. Con cái có bị gì thì ba mẹ vẫn là người tội nhất. Là người chồng của chị My ngày xưa là do sốc thuốc hay sao chứ? Sốc thuốc. Là mất trong bụi chuối luôn hả? Ừ, nằm khác bên này. Đó chỗ cái cây chuối. Vậy hả? Mất trong đó chắc không ai biết luôn. Mất rồi qua hình như ngày sau hả Vũ? Ngày sau mới hay. Dạ. Ra cổng khu. Cổng khu còn kim còn đổ đó luôn mà. Dạ. Ghê quá. Ban đầu thì con nghĩ là chị My chưa có chồng cơ. Về nghe nói có 22 tuổi à. Ừ. Mà sau lên đây thì gặp chú lại được chia sẻ chị My đã có chồng thì con khá là bất ngờ. Và ngoài ra nữa chồng thì cũng mang căn bệnh xã hội và bị mất. À. Thì con nghĩ cũng liên quan với nhau. Dạ, thì con cảm ơn chú nhiều, chúc chú nhiều sức khỏe. Dạ, con chào chú. Dạ. Rồi. Là người ta ngại chia sẻ chị hả? Mày con thấm với gì phải không? À. Trời ơi, đứng ai. Trời, lúc trước nó mập như cô vậy nè con. Yeah. Mà lúc này nó ốm vậy đó. Nói chung là mọi người dân ở đây ai cũng biết về bệnh tình của chị My hết á. Ừ. Nhưng mà người ta ngại chia sẻ vì vấn đề khá là nhạy cảm. Cha mẹ có mình nói là con gái đó, có mình nói là đứa con đó. Dạ. Yeah. Ở đây ai không biết. Là chị... Ở nó sớm mà. Đi ăn cơm đi hả? Mới cái đợt rồi. Thì chắc... tất cả bà con ở đây cũng biết về bệnh tình của chị My vậy á, nhưng mà vấn đề là căn bệnh là khá là nhạy cảm trong xã hội nên quý bà con cô bác ở đây cũng ngại chia sẻ vậy đó. À. Chị này chị giống chị gái này cha chị, mẹ chị... nó
con xuống tới cha mẹ phải không? Cha dạ, mẹ dạ. Bán lá đòn đó. Dạ dạ. Làm con lá đòn hay hay mày xuống tới dưới đó. Hay dạ dạ. Con cảm ơn cô nha. À, đứa cháu con. Vừa rồi Đồng đã đi hỏi rất là nhiều bà con cô bác sống gần nhà chị My cũng như gia đình bố mẹ chị My, thì cũng có người chú chia sẻ một chút xíu về căn bệnh của chị My hiện tại. Chú nói là căn bệnh của chị My hiện tại thì giống như là sống tạm bợ qua ngày, chờ ngày qua đời thôi, hết phương cứu chữa vì liên quan đến căn bệnh xã hội. Và Đồng còn hỏi rất là nhiều bà con cô bác khác nữa, nhưng mà bà con rất là ngại chia sẻ và ngại lên hình ảnh vì vấn đề khá là nhạy cảm. Trước đây thì chị My có lấy chồng rồi và người chồng thì bị sốc thuốc và mất ở một bụi chuối bên kia. Và hoàn cảnh này thì Đồng thấy là liên quan đến vấn đề bệnh xã hội nên không thể giúp đỡ được. Thực sự thì Đồng cũng muốn tìm hiểu rõ hơn để xem được giúp đỡ cho chị My với gia đình chị My trong cuộc sống hay không. Nhưng mà theo Đồng nghĩ, những cái đồng tiền của quý cô chú anh chị, tấm lòng của quý cô chú anh chị gửi cho Đồng để đi giúp đỡ những hoàn cảnh cũng là mồ hôi, cũng là công sức lao động của quý cô chú anh chị, quý mạnh thường quân. Do vậy đồng tiền phải giúp đúng đối tượng và đúng hoàn cảnh, như vậy mới thực sự ý nghĩa. Do vậy cái hoàn cảnh của chị My, Đồng xin phép sẽ ngưng ở đây và không nhận thêm sự giúp đỡ nào nữa. Tại vì chị My trước kia quá khứ có liên quan đến chất cấm và vấn đề về bệnh xã hội nên không còn cách nào. Chắc Đồng cũng xin phép tạm ngưng quay hoàn cảnh của chị My và ngưng mọi sự giúp đỡ, nhận mọi sự giúp đỡ. Và Đồng cũng xin phép kết thúc video tại đây. Đồng kính chúc quý cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống. Hẹn gặp quý cô chú anh chị ở những video tiếp theo của Đồng. Đồng chào quý cô chú anh chị.